Bạn đang xem Người Đưa Tin TV. Để khắc phục tình trạng bỏ ruộng tại một số địa phương và nâng cao giá trị sản xuất trên diện tích đất canh tác, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng sen Nhật, kết hợp thả cá gắn với du lịch sinh thái tại một số điểm du lịch như Tràng An, Hàng Múa, đem lại hiệu quả kinh tế ổn định, cải thiện đời sống cho nhân dân. Từ một vài hộ nhỏ lẻ ban đầu tham gia, chủ yếu trồng trên những thửa đất thấp trũng, sau một thời gian nhận thấy trồng sen Nhật kết hợp thả cá cho thu nhập cao, nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư, phát triển diện tích. Ngoài nguồn thu từ làm dịch vụ, cây sen Nhật còn mang lại nguồn thu khác như củ sen, ngó sen, chế biến làm món ăn, hoa sen để trang trí, hạt sen được đơn vị cung cấp hạt bao tiêu. Từ khi có đầm sen thì đời sống của bà con nông dân chúng tôi rất là mừng, có công ăn việc làm ổn định và thu nhập mở mang kinh tế. Có đầm sen thì khách du lịch đến rất là phấn khởi. Sau hơn một năm thực hiện mô hình chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng sen Nhật, kết hợp thả cá gắn với du lịch sinh thái tại 4 xã Trường Yên, Ninh Xuân, Ninh Hải, Ninh Thắng thuộc huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, quy mô 42 hectare với tổng vốn đầu tư hơn 4 tỷ đồng đã mang lại hiệu quả kinh tế cao trên một đơn vị diện tích. Giá trị thu nhập của mô hình ước đạt gần 300 triệu đồng trên 1 hectare, cao gấp 5 đến 6 lần so với trồng lúa. Trong đó, lợi nhuận từ cây sen Nhật là gần 200 triệu đồng trên 1 hectare và từ cá là gần 100 triệu đồng trên 1 hectare. Dưới tán sen là môi trường sống phù hợp của loài cá, tạo ra những cánh đồng sinh thái, vừa cho giá trị kinh tế lại phục vụ du lịch. Trước đây thì khi mà chưa có cái mô hình sen thì lượng khách hàng ngày bình thường thì tiểu độ 200-300 khách. Nhưng mà khi có cái diện tích sen thì lượng khách đã tăng lên gấp 3, gấp 4, có những hôm là lên tới 2.000 khách trên địa bàn. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng đang báo cáo với huyện là tiếp tục mở rộng các cái mô hình sen để gắn với phát triển du lịch, để làm sao lượng khách về Ninh Xuân nó đông hơn, tạo cái thu nhập cho bà con. Trong thời gian tới, huyện Hoa Lư nói riêng và tỉnh Ninh Bình nói chung tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng mô hình, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, tạo điều kiện cho các hộ nông dân tham gia sản xuất để ổn định đời sống, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất, thúc đẩy phát triển ngành du lịch tại địa phương. Cảm ơn bạn đã xem Người Đưa Tin TV.